Thưa quý vị, trong không khí ấm áp đầu xuân, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm động viên ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm tại một số đơn vị. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Đến thăm và dự ra quân đầu năm tại công trình khu công viên phần mềm số 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ nhân viên ban quản lý dự án và kỹ sư công nhân thi công tại công trường năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới. Bí thư Thành ủy biểu dương và đánh giá cao tinh thần vào cuộc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đến nay đạt 14% khối lượng. Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị ban quản lý dự án, đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân vật lực, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng. Trong một cái điều kiện như hiện nay, chúng ta vừa phải đảm bảo cái yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, nhưng mà cũng phải đảm bảo được cái tiến độ của cái công trình. Tôi tin tưởng rằng với cái sự quyết tâm và với cái trách nhiệm của mình cũng như với năng lực của ban quản lý dự án và của các nhà thầu thì công trình công viên phần mềm số 2, một trong những công trình trọng điểm của thành phố, là nơi mà có thể được coi là một trong những cái điểm sáng về thu hút đầu tư về công nghệ thông tin của chúng ta, sẽ hoàn thành đảm bảo về tiến độ, chất lượng. Trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thăm động viên ra quân đầu năm tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kyoto Keiki Precision Technology tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên, người lao động của hai doanh nghiệp, đồng thời tin tưởng trong năm 2021, hai doanh nghiệp này nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung sẽ tiếp tục có những kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc. Với cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị sớm nạo vét luồng đưa tàu lớn vào và đề nghị các ngành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai bãi container tại huyện Hòa Vang. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tích cực thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thăm động viên cán bộ công chức viên chức người lao động tại Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy biểu dương nỗ lực của đơn vị trong năm vừa qua, góp phần cùng thành phố đạt kết quả thu hút đầu tư khởi sắc. Về các cái kết quả thành tích công chí đạt được trong năm 2020 thì chúng tôi đánh giá rất cao. Một là phối hợp tốt với lại huyện Hòa Vang trong cái việc giải quyết các cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai nữa, các cái việc về thu hút các nhà đầu tư và các cái nhà đầu tư công nghệ cao rồi chất lượng cao như đồng chí trưởng ban vừa báo cáo, thì chúng ta tiếp tục đối với ba cái dự án mà đồng chí vừa báo cáo ấy, thì tôi đề nghị là khi mà làm sao chúng ta tạo điều kiện một cách tốt nhất để họ sớm khởi công được dự án. Khi chúng ta thu hút vào thì đương nhiên người ta sẽ kéo theo các cái doanh nghiệp khác. Và lãnh đạo thành phố có một cái quan điểm là chúng ta cần phải thu hút những nhà đầu tư có chất lượng.